À, cô Hai với cô Thảo về. Cô Hai, cô Bích. Chỉnh ra. Con làm cái gì vậy Thảo? Dạ thưa má. Anh Thành, có chuyện gì vậy em? Anh Phú ngoại tình với người phụ nữ khác, còn có con nữa. Chị Thảo qua nhà họ bắt tại trận. Cái gì? Thằng trời đánh mà. Nó vừa ngoại tình mà nó còn tính phá nát cái nhà máy của tao nữa. Phá nhà máy là sao hả má? Nè, má với anh phát hiện ra chỗ bà Chính Hải bán gạo trộn. Bà nói là nhà máy mình bán cho người ta. Rồi bây giờ anh với má tới nhà máy gặp mấy công nhân. Họ nói anh Phú kêu họ làm như vậy. Em cũng biết chuyện này đúng không? Con làm má thất vọng quá. Thật ra anh Phú không chỉ trục lợi trong việc bán gạo không đâu má. Ảnh còn cấu kết bên Vạn Lợi giành mối của mình nữa. Đợt xuất tiền mua lúa vừa rồi là con xuất theo ý ảnh để ảnh bỏ túi riêng đó má. Con nói cái gì? Vậy là em biết tất cả những chuyện đó hả? Sao em không báo cho anh với má biết mà còn tiếp tay cho anh Phú nữa? Em chỉ vì chị Thảo thôi. Chị Thảo thương em như em ruột. Nếu như em không lấy được lòng tin của anh Phú thì làm sao tra được chỗ ở vợ bé của ảnh, rồi việc ảnh cấu kết bên Vạn Lợi nữa. Thật ra con định sau khi vạch mặt được chuyện ngoại tình của ảnh, con sẽ công khai hết mọi chuyện xấu mà ảnh làm cho nhà máy. Con không ngờ má với anh Thành biết hết rồi. Dạ, con xin lỗi má. Con đã tự ý làm mà không báo cho má biết. Thôi, má không trách con đâu. Con đừng có khóc rồi ảnh hưởng tới đứa bé nữa. Thôi, đừng có khóc nữa. Anh hiểu em mà. Con cảm ơn má. Em cảm ơn anh. Thì ra là bao nhiêu năm nay má nuôi ông tài áo. Lần này má phải kêu con Thảo ly dị, tống nó ra khỏi nhà. Rồi bây giờ em biết anh Phú đang ở đâu không? Anh muốn nói chuyện với ảnh. Chắc là ở bên nhà vợ bé của ảnh đó anh. Trời ơi, con kiếm nó làm cái gì? Nó đã làm ra bao nhiêu chuyện hại gia đình mình chưa đủ sao? Từ hồi nào tới giờ anh Phú chưa có làm chuyện gì sai trái với con hết. Con muốn gặp ảnh để hỏi rõ mọi chuyện thôi mà. Thôi được rồi, con tới đó kêu nó về đây, tính chuyện ly dị luôn. Rồi kêu nó trả tiền cho nhà máy nghe. Bằng không má sẽ đưa nó ra tòa. Chị buông ra, đi hết đi. Nhà này hả em? Dạ, anh vô đi. Em không có vô đâu. Anh Phú đang giận em lắm. Hồi nãy ông chửi em quá trời luôn. Anh cũng thiệt không ngờ. Không biết anh hai có nỗi khổ gì không? Chứ thật ra ở trong nhà anh thân với ảnh còn hơn thân với chị hai nữa. Biết đâu ông giả bộ thì sao? Hồi nãy chị Thảo kêu tụi thằng Báo đánh cho ông Phú với cái cô kia một trận,
Anh biết tụi nó nói gì với em không? Nói gì? Cái lần mà chị Thảo kêu tụi nó đi đánh qua đó, lúc anh nằm bệnh viện anh nhớ không? Thật ra ông Phú kêu tụi nó đánh anh thiệt mạnh. Có thiệt là vậy không? Thì hồi nãy tụi nó nói với em vậy đó. Lần đó anh bị đánh suýt chết luôn. Ông Phú thì lại hết xăng dọc đường, không có vô kịp. Anh không thấy tình cờ hả? Có lần ông nói với em muốn lấy hết gia tài nhà anh đó. Phải, đúng là tình cờ thì. Nhưng mà biết đâu anh Phú anh không cố ý. Rồi tụi thằng báo nó thấy ghét ảnh, rồi nó nói thêm nó bớt thì sao? Tụi nó nói với em sao thì em nói lại vậy thôi. Tin hay không là chuyện của anh. Mẹ em có cảm giác anh Phú không có tốt như vậy đâu. Có ai nhờ không? Lẽ họ bỏ đi rồi. Cũng dám lắm. Mọi chuyện bại lộ, họ làm sao dám ở lại. Chị đừng có khóc nữa. Sức khỏe của chị giờ vẫn còn yếu lắm, chị cần phải nghỉ ngơi mới được. Tình hình hiện tại sức khỏe của chị ấy vẫn còn yếu lắm, anh cần phải cho chị ấy nghỉ ngơi thật nhiều. Dạ. Chính con khốn đó đã hại chết con mình. Anh sẽ không tha thứ cho nó đâu. Thôi con đừng có khóc nữa. Cái thằng đó không có đáng cho con khóc đâu. Má đi ra ngoài đây. Thôi mà, thiệt khổ quá. Sao rồi? Cái thằng khốn nạn đó đâu? Hả? Con có tới mà không thấy ai hết á. Chứ hai người đó bỏ trốn rồi. Em phải tìm ra hai người đó. Chị không thể nào để cho hai người đó trốn như vậy được. Con đi báo công an liền đi. Nó ăn chặn tiền nhà máy, má sẽ đưa nó ở tù rục xương. Dạ. Con không lo ở đây nữa. Lẹ đi. Đi đi con. Chị đừng có buồn nữa. Mình báo công an thế nào cũng bắt được bọn họ mà. Không những cho tụi nó vô tù mà còn phải đánh tiếp nữa mới hả dạ được. Bà ơi, có ông trưởng ấp tới kiếm bà kìa bà. Để coi. Cậu ba. Cậu ba ơi. Cậu ba. Cái gì đó? Có chú trưởng ấp tới kiếm cậu Phú á. Bà cho gọi cậu ra kìa. Lẹ lên con.
Dạ chào chú. Thành chào đó. Con chú Kiếm Anh Phú có chuyện gì không chú? Hôm nay á tôi đến gặp riêng gia đình. Dạ. Để khuyên anh Phú ra đầu thú. Ồ. Vì anh Phú có liên quan tới cái chết của một người. Mà cháu biết người đó là ai không? Ai? Là anh Hai Nghĩa đó. Thôi. Trời đất ơi. Anh Phú tại sao lại liên quan tới cái chết của ba vợ con? Hôm mà anh Hai Nghĩa bị hại đó, thì một người đi giăng câu đêm họ thấy thằng Tuấn Kẻ và Phú lén lút quăng cái gì đó xuống sông. Nhưng mà vì họ sợ tụi nó trả thù nên họ không dám khai báo. Cái hôm mà Tuấn Kẻ với đàn em của nó bị bắt nên họ mới mạnh dạn đến công an để khai báo. Dựa theo lời khai báo đó, bên công an đang tiến hành điều tra. Tuấn Kẻ và thằng đàn em của nó cũng đã thừa nhận hết chuyện đó rồi. Dạ. Thằng Tuấn Kẻ nó khai tối hôm đó nó đến gặp thằng Phú để nhận tiền. Rồi đồng thời lúc đó anh Hai Nghĩa ảnh cũng ra. Nó gặp anh Hai Nghĩa thì nó sợ công việc bị bại lộ, thì sau đó nó giết anh Hai Nghĩa rồi nó quăng xuống sông. Đi đâu mà tối vậy chú? Tôi đi mua thuốc cho ông Hoa. Về nhà chú á, sao không đi thẳng đi mà đi ngược lại vậy? Hay là chú nhìn thấy cái gì đó mà đi ngược lại vậy chú? Rồi đi ngược lại để tránh hả? Tôi đâu thấy gì đâu. Thôi tôi đi nha. Chú đi. Mọi chuyện là như vậy đó. Trời ơi, cái thằng trời đánh đó, nó dám âm mưu giết anh Hai Nghĩa hả? Chú vừa mới nói là tụi anh Tuấn Kẹ với anh Phú là có quen biết nhau. Con còn nhớ cách đây không lâu con bị cướp quăng xuống sông không? Sao đại ca, quăng nó xuống sông cho tao. Lúc đó con có nghi ngờ là tụi Tuấn Kẻ. Rồi sau đó con có gọi điện thoại lên công an để trình báo nữa. Con báo khi nào? Dạ cũng khá lâu rồi. Anh thấy em nói cũng đúng đó. Mà anh có số của công an xã, để anh điện em báo công an ha. Em khỏi lên trên đó chi mất công. Rủi rồi ai quen biết thấy hỏi han rồi suy diễn này nọ, rồi tới tay tụi thằng Tuấn Kẻ thì phiền phức lắm. Vậy cũng được, vậy anh Hai điện giùm nha. Alo. Công an xã có đúng không chị? Anh nói gì vậy? Tôi là Phú, anh rể của Nguyễn Minh Thành, người mà bị cướp xe tuần trước đó chị. Em của tôi có chuyện muốn trình báo. Anh muốn nghe em đóng giả công an xã hả? Dạ đúng rồi chị. Chị nói chuyện với em của tôi nha. Thành. Dạ. Em nói chuyện với chị công an xã đi. Dạ em chào chị. Anh là Nguyễn Minh Thành phải không? Dạ đúng. Anh có thông tin về vụ cướp, chúng tôi sẽ ghi nhận và tiến hành điều tra. Dạ tôi nghi ngờ là cái đám Tuấn Kẻ cướp xe rồi tính giết tôi đó. Được rồi, chúng tôi sẽ ghi nhận và tiến hành điều tra. Nếu anh có thêm thông tin gì thì cứ thông báo cho chúng tôi. Dạ cảm ơn chị. Lúc đó con điện lên, con có gặp một chị công an nào đó, rồi sau đó con trình báo. Ủa con có nhầm số không? Bên công an không có báo gì với chú hết. Nhưng mà theo chú biết thì bên công an không có công an nữ. Trời ơi. Chính Phú á, nó đã mướn thằng Tuấn Kẹ giết con. Trời ơi. Rồi sau đó nó dựa vào đó để nó tống tiền thằng Phú. Anh nói cái gì? Nó âm mưu giết thằng Thành nữa hả? Thằng Phú á, nó rất là cực kỳ nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn Tuấn Kẹ nữa. Nếu mà gia đình thấy thằng Phú nó ở đâu á thì báo cho bên công an hoặc là tôi.
kêu thằng Phú ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Dạ. Thôi được rồi, nhưng mà hiện tại gia đình con với anh Phú cũng đang xảy ra mâu thuẫn, gia đình cũng đang kiếm ảnh mà không có được. Thôi được rồi, vậy gia đình mà biết Phú ở đâu á thì báo liền cho bên chú hoặc là bên công an cũng được. Dạ. Vậy thôi chú về. Cảm ơn gia đình. Chào chị, chào hai cháu. Tôi về. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Má không ngờ mà, má không ngờ má ngu dại má dẫn sói vô nhà, suýt chút nữa là nó giết chết con rồi. Con cũng đâu có ngờ là anh Phú là người thâm độc tới như vậy đâu. Con nhớ lúc đó con gọi điện thoại báo cho công an, lúc mà con nghi ngờ đám tuấn kẻ. Có khi nào anh giở trò cho con nói chuyện với một người lạ nào không? Người đó chắc là Tuyết đó anh. Con Tuyết? Đau cái chân muốn chết, tính ra làm thương hồ, tao thấy sướng hơn làm công đó mẹ ơi. Dạ. Ở dưới ghe có khi mình còn nằm nghỉ được đó cậu. Hay là ngày mai ấy, cậu nghỉ đi, một mình con hái được rồi, cũng không còn bao nhiêu đâu, chắc là kịp mình vỗ neo đó. Ừ thôi, cậu với con làm cho nhanh. Nói gì chứ tối tao về tao lấy thuốc rượu tao tha cái là hết à. Tao sẽ cho mày chết con của tao. Đứng lại. Con tôi với. Đứng lại. Con tôi với. Chú ơi, chú ơi, con còn với chú ơi. Chuyện của tôi với nó không liên quan gì tới hai người. Hai người tránh ra đi. Chính nó đã hại con qua đó. Chú ơi, nó muốn đánh con sảy thai đó chú. Chính nó là kẻ giết người đó. Nó câu kết với Tuấn Kẻ, với chú Hai Nghĩa đó chú. Còn mang đang truy nã nó đó. Hai người bắt nó đi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Tốt, bắt nó lại. Đứng con lại. Tốt, đừng rước nữa con. Hồi nãy con nói cái gì? Nó giết anh Hai Nghĩa hả? Dạ, chính nó đó chú. Ôi da. Sao rồi con? Dạ, bắt không kịp cậu ơi. Ông chạy nhanh quá. Tức thiệt, cái thằng này. Nè chị, tôi về nha. Dạ. Con chào dì ba. Không dám. Chị Thương à, tôi không ngờ chị thấm độc như vậy đó. Uổng công tư trê tốt với chị. Ủa, tôi xin lỗi. Cái người chị cần xin lỗi là con Hoa kìa. Chị coi chừng đó, có ngại bị quả báo đó. Dì ba, tuy là chị hai của con có lỗi thiệt, nhưng mà má con đâu có làm gì đâu mà dì nặng nhẹ với má con dữ vậy. Cái gì? Mày nói má mày không có lỗi hả? Bà vu khống cho thằng Tốt với con Hoa đã hại chị mày sảy thai, mà mày nói bà không có lỗi là không có lỗi làm sao chứ? Thiệt vậy hả má? Đó, thấy chưa? Bây giờ con Hoa nó không thèm cái thằng chồng phụ bạc nó đâu. Mấy người có khoái cái thằng quỷ đó cứ giữ lấy. Nè, mấy người mà tiếp tục âm mưu này nọ nha, đừng có trách tôi không nể tình nghe. Má, sao má tiếp tay cho chị hai vậy? Má chỉ muốn chị hai con được hạnh phúc thôi, chứ còn chuyện... Mà thôi, đừng hỏi nữa. Con ngồi ở đây, má vô má gặp thầy Năm. Thầy Năm không muốn nhiều người vô đâu. Cô ơi. Dạ. Thầy Năm có trọng... Dạ, chị khám bệnh hay là hốt thuốc à? Dạ, tôi khám bệnh.
Dạ, ba em còn khá bình nhưng ở trong đó đó. Chị qua ghế ngồi chờ chút xíu nha. Dạ. Cô ơi. Dạ. Dì ba hồi nãy á, cổ bệnh gì mà cổ hút thuốc vậy? À, chị hút thuốc dưỡng thai. Dưỡng thai? Ừ. Dì ba lớn tuổi vậy mà còn có bầu nữa hả dì? Đâu có biết hút cho ai đâu. Chị không nói gì hết á. Nhưng mà tuổi của chị còn có thể đẻ được mà. Biết đâu. Cô ơi. Có chuyện gì? Giờ tôi nằm ở đây đâu rồi? Ủa hồi nãy chị còn đó mà anh. Tuyết. Đôi dép này là của vợ tôi. Anh có thấy cổ ở đâu không? Có người mới nhảy sông đây nè anh ơi. Sông này sâu lắm, chắc là chết rồi đó. Tuyết. Tuyết à. Chồng cổ hả? Tại sao em lại dại dột như vậy hả? Anh ơi bình tĩnh anh ơi. Anh đã biết lỗi rồi. Ơ nghe anh ơi. Tuyết ơi. Bình tĩnh lại đi. Tuyết ơi. Tuyết ơi. Đừng đừng anh ơi. Sông này sâu lắm anh ơi. Thả tôi ra. Bình tĩnh lại anh ơi. Tôi ra. Tuyết ơi. Anh ơi. Tuyết. Anh ơi. Đừng anh ơi. Đừng anh ơi. Tuyết ơi. Tuyết. Tuyết ơi. Tuyết ơi. Lên đi anh ơi. Em đâu rồi? Sâu lắm. Tuyết ơi. Tới rồi. Công an tới rồi kìa. Công an tới rồi kìa. Con người nhảy sông nhẹ giờ đó. Sao kỳ vậy? Nó chốt cửa trong hả? Hai ơi. Bích ơi. Hai ơi. Bích à. Hay là chị đi ngủ rồi? Bích ơi. Bích ơi. Hai ơi. Ngủ hả con? Bích à. Trời ơi, ở nhà mà đóng cửa vậy? Cái gì vậy? Con dân vô đây lẹ lên. Sao vậy hai? Cái gì vậy con? Gì vậy? Hay làm gì vậy? Thôi. Vô đây ngồi đi. Trời ơi, cái gì vậy? Suýt nữa là con bị đánh đó má. Hả? Ai đánh con? Thì ông Phú đó má. Con phát hiện chuyện ổng ngoại tình, con báo với chị Thảo. Nên ổng tìm con, đánh con trả thù đó má. Cũng may là con chạy kịp. Mà ổng còn bị công an truy nã tội giết ông Hai Nghĩa nữa. Thiệt á hả hai? Ừ. Hồi nãy sợ gần chết luôn, đâu có dám ra ngoài đâu. Chị mới nhờ con dì Sáu kêu ông Thành qua đây gấp rồi. Rồi con có bị sao không? Có thấy chảy máu gì không? Dạ không sao hết đó má. Chỉ là con muốn anh Thành quan tâm con, có trách nhiệm hơn với hai mẹ con thôi. Làm má tưởng đâu. Rồi cái thằng Phú đó đó, con nhắm nó có quay lại nữa không? Dạ chắc không đâu má. Hồi nãy ổng nghe bị truy nã, ổng sợ quá, ổng chạy luôn rồi. Vậy cũng đỡ. Mà nhìn cái mặt ổng hiền vậy mà. Biết người biết mặt làm sao biết được lòng. Cũng hên là chị thoát kịp. Chứ không thôi giờ này làm sao ngồi nói chuyện với má với em. Hai này. Mà má với anh Dân đi đâu vậy? Làm nãy giờ không ai giúp con hết trơn á. Thì em đưa má qua thầy Năm hút thuốc nè. Má. Má bị sao vậy? Sao má không nói với con?
Thì má cũng làm mệt như mọi khi thôi. Trước má hốt thuốc thì năm uống thấy đỡ, giờ má biểu em đưa má đi hốt thuốc uống lại. Con thì đang lu bu vậy, má kêu nó đưa má đi chứ có gì đâu à. Ồn ào quá. Thôi con vô phòng nằm nghỉ nha. Khi nào anh Thành tới má kêu con nha má. Ờ. Má uống nước đi. Má, hình như dì Ba mua thuốc dưỡng thai cho chị Hoa đó má. Thiệt không? Dạ thiệt. Con nhớ cái hôm mà con qua nhà chị Hoa đó, con thấy dì Ba cũng cầm cái thang thuốc y chang như vậy luôn. Mà chị Hoa á, chỉ còn bị nôn ói nữa. Mà con coi trong mấy cái phim á, con thấy mấy bà bầu hay nôn ói lắm. Bà làm cái chuyện vậy cũng đúng. Hôm qua nó đâu có bà con gì đâu. Mà cái bầu đó đó là chắc chắn của thằng Thành. Má nghĩ là con qua chắc nó giận thằng Thành dữ lắm, muốn cắt đứt hay làm sao á, nên nó nhất định nó không báo cho thằng Thành hay. Vậy cũng tốt. Chứ bây giờ bên bà hội mà biết con qua có bầu nó ngang, rộn chuyện nữa cho thằng coi. Dù gì á, hai cũng là người có lỗi với chị Hoa. Bây giờ chị Hoa đang mang thai nữa. Má với lại chị Hai đừng có làm gì chị nữa nha, tội nghiệp chị lắm. Thì má đâu có muốn làm cái gì xấu đâu. Cái chuyện mà vu khống thằng Tốt với con Hoa đánh chị Hai con á là cũng là bất đắc dĩ thôi. Với lại là cái chuyện đó không ảnh hưởng gì lớn lắm tới con Hoa hết. Còn sau này thì thôi thôi, má thề má không làm chuyện gì thất đức như vậy nữa hết trơn á. Má cũng đừng cho Hai biết nha, mình phòng hờ dẫn hơn. Lần trước Hai đã làm một lần rồi. Lần nào? Làm gì? Thì cái lần mà chị Hoa mang thai giả đó má. Ờ rồi sao? Chị Hai tưởng thiệt, chỉ kêu người đánh chị Hoa. Trời đất ơi. Tại lúc đó con sợ má lo, con đâu có dám nói đâu. Bây giờ chuyện xong rồi nói làm chi. Má. Ủa Hai, chúc anh Thành tới má nhớ ép ảnh ở lại với con nha má. Chứ con sắp cưới rồi mà ảnh cứ lơ lơ con hoài à. Biết rồi. Tức thiệt đó chứ, để cho nó chạy thoát như vậy. Con nghĩ trước sau gì, ông cũng bị bắt thôi. Cái tụi Tuấn Kẻ trốn hổm giờ, bữa nay cũng bị tóm rồi đó. Cầu trời cho bắt được nó, vậy anh Hai mới siêu thoát được. Mình báo cho con Hoa nó biết chắc nó mừng lắm. Con vô đi. Dạ. Hoa ơi, Hoa. Hoa ơi. Ủa, đi đâu rồi ta? Ủa, con Hoa nó đi đâu hả con? Dạ, chắc là Hoa với dì Ba đi khám thai rồi. Đi ra đây ngồi chờ nó. Dạ. Hoa về kìa. Ừ. Quá, dì Ba. Anh Tốn. Vô ngồi đi. Chú Tân. Ừ. Nóng quá. Ngồi đây nghỉ chút đi. Thấy bà đi tôi phát mệt. Xin bà chút xíu tôi ngồi coi. Thấy người ta tới mà cũng không chịu xích nữa. Từ từ dò đau. Quá, đứa bé trong bụng sao rồi? Dạ bác sĩ nói em bé phát triển bình thường anh. Chú với thằng Tốt có tin vui, báo cho con biết nè. Tin gì vậy? Công an bắt được cái tụi giết anh Hai rồi. Hả? Đứa nào vậy? Chú? Thằng Tuấn Kẻ với thằng Phú. Trời à, sao lại có anh Phú ở đây nữa hả chú? Có khi nào liên quan tới thằng Thành không? Không phải, thằng Phú với thằng Tuấn Kẻ thôi. Tôi với thằng Tốt mới lên công an hỏi chuyện vậy nè. Dài dòng lắm. Từ từ đi, tôi kể cho nghe. Nói chung á,
cái thằng Phú đó nó ác lắm. Hay là ngày mai anh chở em đi khám thai nha, cho chắc ăn, chứ má anh cũng lo lắm. Dạ. Vậy để ngày mai 7 giờ anh qua chở em đi ha. Dạ. Bây giờ anh không ở lại với em được hả? Ờ, em sợ lỡ như tối anh Phú trở lại kiếm em thì sao? Sao mà anh Phú tới được? Anh nghĩ chắc là anh không dám tới đâu, anh đang bị truy nã mà. Cái đó cũng không chắc đâu. Rủi mà có chuyện gì là một xác hai mạng đó. Sắp cưới rồi còn ngại gì nữa. Má ơi, anh không muốn thì thôi, má đừng có ép nữa. Anh về đi, em với con không sao đâu. Con mà về á là coi như con không có lo lắng quan tâm gì tới hai mẹ con nó hết. Vậy làm đám cưới làm gì? Dạ bác. À, má, má đừng có nói vậy. Giờ con cũng lo lắng cho con của con lắm, nhưng tại vì chưa cưới cho nên con ngại thôi. Có con với nhau rồi còn ngại cái gì? Cứ ở lại đi, để má cho người qua bển báo cho má con biết nghe. Không có sao hết đó. À, dạ. Dân ơi Dân, em ở nhà ông Dân. Dân ơi. Tại cái ông Quý đó nữa. Má ơi, con vô phòng học bài nha. Má đi ra nói với ổng là con không có nhà nha má. Dân ơi. Em ở nhà ông Dân. Dân. Thằng Quý á. Ủa bác, má lộn. Dân ơi Dân. Quý lúc này nãy giờ còn theo con Dân không má? Ừ, thì má cho phép tụi nó qua lại tìm hiểu với nhau rồi. Nếu mà được á là cho con Dân cưới thằng Quý luôn. À, con thấy thằng Quý cũng là người tốt. Dân. Nhưng mà con Dân không có thương nó. Mình Dân ép nó vậy miễn cưỡng không có hạnh phúc đâu má. Nhưng khi về sống chung với nhau thì từ từ tình cảm sẽ nảy sinh mà anh. Với lại em hiểu tâm trạng của thằng Quý. Chỉ cần ở bên người mình yêu là thấy hạnh phúc thôi. Cho dù trong lòng người đó không hề yêu mình. Dân. Thôi, hai đứa ngồi nói chuyện đi. Để má ra nói chuyện với thằng Quý coi làm sao. Dạ. Dân. Má. Cái gì mà la sùm vậy? Anh có còn yêu Hoa không? Không trả lời thì chắc chắn là còn phải không? Anh cũng muốn nói dối em, nhưng mà anh hứa là sẽ cùng em bắt đầu cuộc sống mới. Em hiểu mà, em là người đến sau. Em không có ý định đòi hỏi bất cứ điều gì hết. Em chỉ mong anh dành một phần nhỏ nào đó cho mẹ con em, để cho con em đỡ tủi thân. Sao lại là phần nhỏ? Bây giờ em và con á là phần quan trọng nhất đối với anh rồi. Em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để cho con nó khỏe mạnh, biết chưa? Vậy anh có thể tháo nó ra không? Tụi mình sắp làm đám cưới rồi. Cũng tại anh đeo nó quen rồi cho nên không có để ý nữa. Thôi, để ngày mai anh đưa con Bảy đem ra tiệm bán. Để anh ra ngoài phụ má với Dân dọn cơm nha. Dạ, anh. Em hơi mệt, anh ra nói với má là em không có ăn nha. Vậy anh pha sữa cho em uống nha. Ừ. Nè, chịu về rồi đó hả? Tôi có chiều cơm với bếp á. Con ăn bên nhà Dân rồi. Nhưng mà nó cũng ở trong phòng học thôi chứ gì. Sao mới biết hay vậy? Thì lần nào mà không vậy. Má thấy coi bộ không được rồi đó con. Bây giờ ở gần mà mày cua còn không được. Rủi mai mốt á, nó đậu đại học, nó đi học xa ở trên thành phố rồi tính làm sao. Chị Hai với má Dân á hứa chắc chắn sẽ gả Dân cho con. Không có cho Dân đi học nữa đâu. Biết đâu á, họ nói như vậy là để dụ mày thôi. Họ có mất mát gì đâu. Thiệt á là thiệt nhà mình nè. Thôi, nghe lời má bỏ đi con. Má kiếm mối khác cho.
mà còn bích chị nó đang mang tiếng này nọ với thằng Thành. Biết đâu em nó cũng vậy. Cưới gái là phải chọn vòng nghe con. Trời ơi, má ơi, chị Bích khác, Dân khác, sao má gặp chung hai người vậy được? Với lại á, con chỉ thích một mình Dân thôi, con không cưới người khác đâu. Lần quần á là sắp hết năm rồi, coi như năm nay là mày không lấy vợ đúng không? Mà con Bích với thằng Thành chừng nào đám cưới? Tháng sau. Thế nào cũng mời nhà mình à? Vậy để con Bích nó cưới xong, má đem sính lễ qua nhà bà Út Thương, mình đưa họ vào thế kẹt, thế nào họ cũng đồng ý gả con Dân cho mày. Má đúng là cao siêu đó má. Chứ sao, má xứng đáng là má của con. Anh Tốt ơi, anh Tốt. Dân, chị Hoa. Em kiếm anh Tốt hả? Dạ, hôm nay ảnh cứ tránh mặt em hoài à, em không có gặp được. Mà em nghe dì ba nói á, cuối tuần này ảnh nhổ neo đi rồi. Hôm nay á, em quyết tâm là phải đợi cho được ảnh. Mấy bữa nay á, hơn 6 giờ ảnh mới về, bây giờ còn sớm lắm. Hay là em về nhà đi rồi chút ra, chứ đợi lâu lắm. Dạ thôi, em đợi được mà. Vậy em đi ra ngoài bàn nha. Chị Hoa ơi. Sao vậy em? Chị cho em đi nhờ nhà vệ sinh cái nha. Hồi nãy em ăn 3 cái me dốt ở nhà con Nga, bây giờ bụng em nó... Vậy là em bị chột bụng rồi đó. Đi vô đi, nhà vệ sinh ở trong. Cảm đó. Cảm ơn chị nha. Chào dì ba. Con đi qua kiếm anh Tốt, nhưng mà bây giờ con kẹt. Ủa, rồi. Mà bữa chị nói rồi mà. Dân, Dân. Cái con này. Hoa. Dạ. Sao con cho con Dân nó vô nhà làm chi vậy? Con Dân nó bị đau bụng, nó đi nhờ nhà vệ sinh. Đau gì? Má, bây giờ mình sẽ tiến hành thu hồi lại gạo trộn đã bán cho tất cả các đại lý. Nếu như mà đại lý nào vẫn còn hiện tượng làm ăn gian dối, mình không bán tiếp cho họ nữa. Em nghĩ là mình nên tung tin ra ngoài những việc bán gạo trộn là do anh Phú. Bây giờ anh Phú bị truy nã, nhà máy mình coi như bắt đầu lại từ đầu. Như vậy sẽ dễ lấy được thông cảm của mọi người. Con Bích nó nói đúng đó. Bây giờ tụi con cứ nói chuyện xấu của thằng Phú ra ngoài đi. Bây giờ nhà máy coi như là chính thức đổi quản lý mới, cho thằng Thành với con quản lý, làm ăn đàng hoàng trở lại. Dạ. Nhưng mà má chỉ lo không biết là có giật dậy nổi nhà máy được không đây. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. Má cứ yên tâm đi. Con ráng nghe con. Nhà máy của mình là mấy đời rồi, không có thể đóng cửa được đâu. Dạ. Bích à, em lên hết danh sách mấy đại lý gạo của anh Phú để anh tới nói chuyện với họ. Dạ. Tạm thời mình cứ gỡ từ từ đi. Cái số tiền mua lúa mà thằng Phú nó lấy đó, má sẽ bù vô cho nhà máy để mà mình thu mua lúa mới. Dạ. Mà cái con nhỏ này thiệt tình, thằng Tốn nó trốn rồi mà cứ tới hoài hả? Con gái gì kỳ vậy? Dù sao anh Tốt cũng sắp đi rồi, để con nói anh Tốt gặp bé Dân, chứ con nhỏ tới lui đợi chờ hoài tội nghiệp quá. Con muốn nói thì con nói với thằng Tốt đi, chứ vậy là gì phản đối rồi đó. Gặp cái gì mà gặp, dứt thì dứt cho rồi. Chưa kể nhắc tới má con nhà nó, nói điên hả? Dì đang bắt cái siêu thuốc, chắc 15 phút nữa xong rồi đó. Con chắc ra chén uống đi nghe không? Dì đi lấy đậu đây. Nè, nói chứ cẩn thận con Dân nữa nghe. Nhìn cái mặt nó hiền hiền chứ không lơ đễnh được với nó đâu nghe. Thôi mà dì ba, bé Dân không có ý như vậy đâu. Cẩn thận vẫn hơn. Dạ, dì đi. Con nghĩ hay là mình thay luôn máy móc đi má. Như vậy sẽ tăng được năng suất. Má, anh Thành có kế hoạch đi tiếp thị, mở rộng một số đại lý gạo ở tỉnh lân cận và Sài Gòn nữa. Nếu như mình làm được
thì máy móc hiện tại không đủ đáp ứng đâu má. Thì đồng ý, ban đầu mình khó lấy lại vốn, nhưng mà xét về lâu về dài mình vẫn lợi hơn đó má. Thôi được rồi, má tin hai đứa. Có cần gì thì cứ nói má. Má ra ngân hàng rút tiền. Dạ. Dạ. Còn con á, bây giờ con mang thai rồi, không có như hồi đó. Đừng có ham công tiếc việc quá nghe chưa. Phải giữ sức khỏe. Nếu mà nhiều việc quá thì mướn thêm người, chứ không có để ảnh hưởng tới cháu đích tôn của má à nghe. Dạ, con biết rồi má. Con với con Bích cưới nhau á, má ưng bụng lắm. Má vừa có cháu đích tôn nè, vừa có đứa con dâu giỏi việc, phụ giúp chuyện nhà má cho má nữa. Con á, là phải thương yêu trân trọng con Bích nghe chưa. Dạ. Trong bệnh viện hổm đài á, bà Ba Sa giao chìa khóa cho cô để tiện cho khách tới coi nhà. Anh vẫn còn tình cảm với con nhỏ đó, còn đưa anh cưới con chỉ vì cái thai thôi. Xa chốn xa xôi, người ơi, người đến làm chi khi biết rằng đò phơ xa bên người đến. Anh cho bỏ con trở về với nó. Má nghĩ đi, nếu nó mà sinh con ra, hãy con của con bị thiệt thòi đó. Con cứ buộc làm như vậy thì con biết con sau này với lại bà Út Lan con này đang người hãy về đi, còn nói làm chi, giờ chỉ làm thế. Dập dềnh sông biếc mênh mông, trao con đò mang nặng yêu.